Mến chào bà con và các bạn, chào mừng bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 8 tháng 2 năm 2024 được phát trên kênh Nông nghiệp Vlog. Mở đầu bản tin chúng tôi xin gửi tới bà con và các bạn một số tin vắng đáng chú ý sau đây. Trong những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2024, Giá heo hơi tại thành phố Cần Thơ và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã tăng 3.000 đến 5.000 đồng một kg so với hồi tháng 12 năm 2023, theo báo Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên báo Cần Thơ, trong những ngày cuối tháng 1 năm 2024, giá heo được nhiều hộ chăn nuôi tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh lân cận ở vùng đồng bằng sông Cửu Long bán ra ở mức 52.000 đến 55.000 đồng một kg. Tuy nhiên, bước sang những ngày đầu tháng 2, giá heo hơi tại một số địa phương đã có giảm nhẹ trở lại khoảng 1.000 đồng một kg. Theo đó, giá heo hơi tại hầu hết các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn phổ biến ở mức 52.000 đến 54.000 đồng một kg. Dù vậy, giá heo hơi vẫn đang cao hơn khoảng 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp và tiểu thương kinh doanh thịt heo, hiện giá heo hơi đã chững lại, thậm chí có xu hướng giảm tại một số địa phương do sức tiêu thụ chậm trong khi lượng heo hơi tới lứa xuất bán trong dân đang dồi dào. Ngoài ra, nguồn cung thịt heo tại nhiều địa phương trong nước còn được tăng cường bởi các loại thịt heo nhập khẩu. Cơ quan chức năng Hà Tĩnh nhận định, nguy cơ dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh, lây lan trong dịp Tết là rất cao, theo báo Hà Tĩnh. Sau đây mời bà con và các bạn cùng xem giá heo hơi hôm nay, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Bắc Giang đạt mức giá 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Yên Bái 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Lào Cai 56.000 đồng 1 kg, Hưng Yên 59.000 đến 60.000 đồng 1 kg, Nam Định 59.000 đến 60.000 đồng 1 kg, Thái Nguyên 59.000 đồng 1 kg, Phú Thọ 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, Thái Bình 58.000 đồng 1 kg, Hà Nam 58.000 đồng 1 kg.

Hòa Bình đạt mức giá 58.000 đến 59.000 đồng 1 kg, giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên, Thanh Hóa 57.000 đồng 1 kg, Nghệ An 57.000 đến 58.000 đồng 1 kg, Hà Tĩnh 56.000 đồng 1 kg, Quảng Bình 53.000 đồng 1 kg, Quảng Trị 53.000 đồng 1 kg, Thừa Thiên Huế 54.000 đồng 1 kg, Quảng Nam 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Quảng Ngãi 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg.

Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam, Bình Phước 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Đồng Nai 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg, Bình Dương 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Tây Ninh 54.000 đồng 1 kg, Vũng Tàu 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Long An 54.000 đồng 1 kg, Đồng Tháp 52.000 đồng 1 kg. An Giang 53.000 đồng 1 kg, Vĩnh Long 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Cần Thơ 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Kiên Giang 54.000 đến 55.000 đồng 1 kg, Hậu Giang 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg. Tiền Giang 52.000 đến 53.000 đồng 1 kg, Bạc Liêu 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg, Trà Vinh 53.000 đến 54.000 đồng 1 kg.